Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể tạo được một cái trang Facebook cá nhân mới mà các bạn sẽ không cần phải sử dụng đến cái số điện thoại hay là cái tài khoản Gmail nhé. Thì yêu cầu các bạn cần phải có một cái tài khoản Facebook cũ. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái tài khoản Facebook cũ như của mình nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái menu ở góc phải dưới cùng. Và ở đây thì khi các bạn vào đây thì ở cái trên cùng có cái biểu tượng hình đại diện, thì các bạn để ý nhá, bên tay phải có một cái mũi tên đi xuống thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mũi tên này. Sau đó thì các bạn sẽ để ý có cái dòng là tạo trang cá nhân Facebook thì các bạn sẽ chọn vào đây để các bạn có thể tạo được một cái trang cá nhân trên Facebook. Tiếp đến thì ở đây sẽ có hai cái lựa chọn cho các bạn có thể lựa chọn. Một là các bạn có thể tạo được cái trang cá nhân, hai là các bạn có thể tạo được một cái trang công khai. Ở đây thì mình sẽ chọn vào là trang cá nhân nhá, thì mình sẽ tích vào đây. Tiếp đến thì mình sẽ chọn là tiếp và mình sẽ chọn bắt đầu. Ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình một cái tên Facebook mà các bạn muốn đặt tên cho cái tài khoản Facebook đó nhá. Mình sẽ điền đây. Đó, sau khi mình đã điền xong cái tên nó hợp lệ thì nó sẽ được tích xanh đi nhá, và mình sẽ chọn tiếp tục. Và ở đây thì các bạn có thể thêm cái ảnh đại diện, thêm cái ảnh bìa, hoặc là các bạn có thể chỉnh sửa cái tên người dùng nhá. Ở đây thì mình sẽ chỉnh sửa cái tên người dùng. Đó, và đây thì nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa cái ảnh bìa của mình thì các bạn sẽ chọn vào cái hình có cái máy ảnh đấy nhá. Mình sẽ chọn đây. Mình sẽ chọn đây. Tiếp đến thì các bạn cũng có thể thêm cái ảnh đại diện của cái trang Facebook cá nhân này nhá. Thì mình cũng sẽ chọn vào cái hình có cái máy ảnh đấy nhá. Và mình sẽ chọn lấy một cái ảnh. Mình sẽ chọn tiếp. Vậy là mình đã thêm cái ảnh bìa và ảnh đại diện và mình đã sửa cái tên của cái tài khoản Facebook cá nhân này rồi. Mình sẽ chọn tiếp tục. Mình sẽ tạo. Ở đây thì các bạn sẽ hoàn tất cái thiết lập cái trang cá nhân của mình nhá. Mình sẽ chọn tiếp. Ở đây thì họ có hỏi là tiếp tục mà không thêm bạn bè. Ở đây có những cái phần bạn bè mà cái Facebook gợi ý. Ở đây thì mình sẽ không thêm bạn bè nhá. Mình sẽ tiếp tục. Ở đây thì các bạn cũng có thể tham gia cái nhóm nhá. Thì ở đây thì mình sẽ chọn tiếp. Ở đây có những cái phần mà gợi ý người lên theo dõi. Ở đây mình sẽ chọn tiếp. Tiếp đến thì các bạn có thể hoàn tất cái thiết lập cái trang cá nhân của mình. Các bạn có thể quản lý cái phần cài đặt trang cá nhân của mình nhé. Ví dụ các bạn có thể cài đặt là kiểm soát ai có thể tương tác với bạn này, quyết định ai có thể gắn thẻ này, hoặc là các bạn có thể đặt nữa chọn kiểm soát cho cái bài viết công khai. Nếu mà các bạn nào muốn vào cài đặt thì các bạn sẽ chọn cho mình vào phần quản lý cài đặt. Ở đây thì mình sẽ để nút khác nhé. Mình sẽ chọn nút khác. Ở đây thì có thông báo là nhận thông báo trên trang cá nhân chính, thì ở đây mình sẽ để nhé. Nếu mà các bạn không muốn nhận thông báo ở trên cái trang Facebook chính của mình thì các bạn có thể tắt đi. Ở đây thì mình sẽ chọn để thông báo nhé. Mình sẽ chọn xong. Đó, vậy là mình đã tạo được một cái tài khoản Facebook mới dựa trên một cái tài khoản Facebook cũ mà các bạn sẽ không cần phải dùng đến cái số điện thoại hoặc cái tài khoản Gmail nhé. Đây nhá, thì các bạn ở đây thì các bạn sẽ đăng bài viết hoặc là các bạn có thể kết bạn nhắn tin bình thường như cái tài khoản Facebook cũ nhá. Mình sẽ quay trở lại. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể tạo được một cái trang Facebook cá nhân phụ, hay còn gọi là một cái tài khoản Facebook mới mà không cần sử dụng đến cái số điện thoại hoặc cái tài khoản Gmail. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.